Hiện nay có rất nhiều gia đình đang tìm kiếm các thiết bị cải thiện chiều cao cho con em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu với các anh chị bộ sản phẩm tăng chiều cao khung 6D. Máy tập tăng chiều cao khung 6D có phần khung được làm từ chất liệu thép cao cấp phun sơn tĩnh điện, đảm bảo không xảy ra tình trạng han rỉ. Cấu trúc ốc vít xoáy chắc chắn, tuyệt đối an toàn, khả năng chịu tải cao. Máy có phần đệm nằm dày, êm ái, được bọc da mềm tạo cho người dùng cảm giác thoải mái, dễ chịu khi thực hiện các tư thế tập tăng chiều cao. Tay vịn của máy có lớp mút cao su êm để phòng trơn trượt, hạn chế tình trạng chai tay khi tập luyện trong thời gian dài. Bộ phận cố định chân được bọc mút xốp bảo vệ, phòng tránh chấn thương. Chiều dài của máy tập tăng chiều cao khung 6D có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với vóc dáng của người dùng. Phần chân đế của thiết bị có thiết kế thêm miếng mút cao su cố định, bám chắc vào mặt sàn để giữ cân bằng, phòng ngừa tình trạng trông chênh gây nguy hiểm. Sản phẩm còn có trang bị thêm phần dây đai để đảm bảo an toàn cho người dùng. Máy tập tăng chiều cao khung 6D được thiết kế nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích lắp đặt. Mẫu máy tăng chiều cao khung 6D này thích hợp để sử dụng cho người ở độ tuổi dậy thì nếu muốn tăng trưởng về chiều dài cơ thể. Ngoài ra, người lớn, dân văn phòng hay những người làm việc nặng nhọc, vấn đề về xương khớp cũng có thể sử dụng. Nếu anh chị quan tâm về sản phẩm này thì hãy liên hệ với số hotline để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.